Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa ra công điện gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không về triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Đặc biệt lưu ý tại các cảng hàng không bị ảnh hưởng trong khu vực từ Quảng Ninh đến Bình Thuận. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 4, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ theo quy chế trực ban phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Ngoài ra, các cảng hàng không, các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cần triển khai phương án phòng chống mưa bão, đặc biệt lưu ý tới các cảng hàng không bị ảnh hưởng trong khu vực từ Quảng Ninh đến Bình Thuận. Liên quan đến vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, sáng nay thông tin từ hiện trường cho biết lực lượng chức năng đang thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại đây và đã tìm thấy một thi thể nạn nhân ở độ sâu 3 mét. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 9, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông đã bất ngờ đổ sập xuống sau những ngày mưa lớn, cuốn trôi 8 ngôi nhà, làm 18 người bị vùi lấp. Tại hiện trường, một khu vực rộng lớn dài khoảng 2 km đã bị đất đá san phẳng. Đến chiều ngày 17 tháng 9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm được 2 nạn nhân trong số 18 người mất tích, nâng tổng số nạn nhân đã tìm thấy lên 13 người. Như vậy, đến sáng 18 tháng 9, đã có 14 trên 18 nạn nhân mất tích được tìm thấy. Với mong muốn chung tay giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, nhiều đơn vị doanh nghiệp thông qua Đài Tiếng Nói Việt Nam làm cầu nối để gửi những chuyến hàng cứu trợ, những khoản tiền giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tái thiết cuộc sống, phục hồi sản xuất. Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên là khu vực chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Từ đêm mùng 7 tháng 9 đến hết ngày 11 tháng 9, gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Hiểu được những khó khăn mất mát của người dân, một số doanh nghiệp đã thông qua kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi 200 triệu đồng cùng các hàng hóa thiết yếu tới các hộ dân sinh sống nơi đây. Sau cơn bão cho đến thời điểm hiện nay thì cũng đã được các cấp chính quyền quan tâm và được các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện cũng đã đến để hỗ trợ, mang đến cho bà con một cái tình cảm ấm lòng của bà con và một số cái vật chất để hỗ trợ cho bà con sau lũ. Cũng thay mặt cho toàn thể bà con thôn Xoay Thành nói riêng và xã Phù Lưu nói chung, xin được chân thành cảm ơn chung tất cả các nhà từ thiện các đã đến ủng hộ. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp ủy chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn xuống địa bàn trực tiếp hỗ trợ người dân ở khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất, di rời đến nơi an toàn kịp thời, khẩn trương khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống, kịp thời thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại. Trên địa bàn huyện thì cũng không xảy ra những cái việc thiệt hại mất mát lớn như một số địa phương khác trên địa bàn cả nước. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ đạo thực hiện theo đúng cái phương châm chỉ đạo là 4 tại chỗ để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong thời gian vừa qua. Thế và xác định trong thời gian tới thì tiếp tục theo dự báo của khí tượng thủy văn thì cũng sẽ còn nhiều những cái thiệt hại xảy ra khắc phục sau lũ lụt cũng như là chuẩn bị cho cơn bão số 4. Thì chúng tôi cũng tiếp tục sử dụng cái lực lượng 4 tại chỗ tại địa phương để triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo chung của tỉnh. Bên cạnh sự hỗ trợ của xã hội, lãnh đạo huyện Hàm Yên cũng chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động các biện pháp khắc phục thiên tai, huy động lực lượng tại chỗ ứng cứu và kịp thời khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trong thời gian vừa qua thì Ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành và kêu gọi và hỗ trợ bằng nguồn lực của ngân sách huyện, trực tiếp là đã rà soát, bố trí cái nguồn lực để hỗ trợ tái thiết, đặc biệt là hỗ trợ người dân khắc phục các cái cây trồng và hỗ trợ người dân là không để hộ nào bị đói. Và đặc biệt là trong cơn bão vừa qua thì trên địa bàn xã đã làm tốt công tác phòng chống, do vậy không có thiệt hại về người.
Đến nay, để khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão lũ, huyện Hàm Yên đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình cụ thể các hộ gia đình có nhà và công trình phụ trợ có nguy cơ mất an toàn như ven sông suối, sát vách núi, vách ta luy cao, hạ lưu các hồ chứa, để xây dựng các phương án di rời người và tài sản đến nơi an toàn, không để người dân quay trở lại nơi ở cũ để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra. Cùng với nguồn lực tại chỗ, sự chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp và nhân dân cả nước là rất quý báu với địa phương trong công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 đã gây ra, đồng thời phòng chống, giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão số 4 đang hình thành. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay ngày 18 tháng 9, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua trong tập thể đội công binh số 3 và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, chuẩn bị lên đường tới phái bộ UNISFA và UNMISS tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong tập thể đội công binh số 3 và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 với chủ đề đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng. Với tư tưởng chỉ đạo giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với thời gian thực hiện từ ngày 18 tháng 9 năm 2024 đến ngày 1 tháng 10 năm 2025, phong trào đặt ra một số nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể như tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ kiến thức toàn diện, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định, việc hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của cán bộ chiến sĩ đội công binh số 3 và bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 có ý nghĩa chính trị to lớn, trực tiếp góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ thời bình và bằng biện pháp hòa bình. Thưa quý vị, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh khiến lượng chất thải ở Việt Nam được thải ra môi trường ngày càng gia tăng và công tác quản lý rác thải sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Phần lớn được xử lý theo hình thức chôn lấp, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế tại các cơ sở xử lý chưa cao. Đây là những vấn đề được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến tại tọa đàm tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại tọa đàm, các đại biểu là các nhà lập pháp, cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, việc quản lý chất thải rắn hiện nay còn nhiều bất cập, phân loại rác tại nguồn vẫn chưa thể thực hiện ở nhiều nơi. Điều này gây ô nhiễm không chỉ cho đất, nguồn nước mà cả không khí. Vì vậy, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi cần phải có biện pháp quản lý, giải pháp công nghệ xử lý, tái chế đảm bảo hiệu quả về kinh tế và môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam. Có kiến nghị là cái ở đây thì là về lĩnh vực môi trường thì Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng nên có những cái nghiên cứu cái công nghệ nào để cho nó phù hợp. Để là thứ nhất chúng ta tận dụng được cái nguồn nguyên liệu. Thực tế là hàng năm là rất nhiều. Thực tế là cũng đã có những cái đơn vị là người ta cũng đã ép thành ép rơm rạ để bán nhưng mà cái lượng tiêu thụ chưa được nhiều. Đấy, vấn đề là vẫn là cái công nghệ và cái hỗ trợ đầu tư cho người ta như thế nào. Đã đến lúc là các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải một mặt để chúng ta khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế, tất cả các cái nhà đầu tư cũng như là các nhà công nghệ là tập trung để phát triển về cái xử lý rác. Một mặt khác là chúng ta phải kiểm soát bằng các cái chất lượng xử lý đấy. Chứ còn về cái công nghệ thì anh có thể tùy, nhưng mà anh cũng phải đăng ký với Bộ Khoa Công nghệ rồi là mới được phép. Chứ còn nếu như mà cứ để tình trạng mà chúng ta nghĩ hiện nay là cứ để cho các cái doanh nghiệp mà hiện nay đang xử lý hiện nay đấy, mà rồi thì chúng ta không kiểm soát chặt chẽ đấy. Chẳng hạn như là chúng ta không kiểm soát về chất lượng không khí, cái chất lượng mà nước khí thải đấy, hay là chúng ta không kiểm soát cái rác mà sau xử lý ấy, thì cái đấy có thể là rất nguy hiểm cho các địa phương. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ về những kết quả đã đạt được trong xử lý chất thải rắn, các khó khăn, thách thức, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cả về mặt thể chế cũng như ứng dụng công nghệ phù hợp trong xử lý chất thải rắn,
góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu năm 2030, nâng tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt lên 95% ở khu vực thành thị, 90% ở khu vực nông thôn và 98% đối với chất thải nguy hại. Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với các tỉnh bị ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ ngày 17 tháng 9, bão số 3 đã khiến 329 người chết, mất tích. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 32.787 tỷ đồng. Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người dân khắp cả nước đã và đang có những việc làm thiện nguyện để chia sẻ với bà con chịu ảnh hưởng của thiên tai ở miền Bắc. Trong khi rất nhiều những hành động đẹp đang được lan tỏa, thì cũng có không ít những con sâu làm dầu nồi canh, lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi, đánh bóng tên tuổi. Bên cạnh đó, nhiều đoàn cứu trợ tự phát mang quá nhiều thực phẩm, đồ dùng không phù hợp lên vùng lũ, khiến các loại thực phẩm bị hỏng và gây lãng phí công sức, tiền của chính những người làm từ thiện. Hoạt động từ thiện nếu làm đúng cách sẽ càng nhân rộng ý nghĩa, và ngược lại, nếu thiếu kinh nghiệm sẽ vô tình làm giảm đi giá trị. Thiện nguyện mùa mưa lũ làm thế nào để hành động từ tâm thực sự phát huy hiệu quả và ý nghĩa? Để cùng bàn luận về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Sĩ Pha, trưởng ban công tác xã hội và quản lý thảm họa, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Xin chào biên tập viên Huyền Phương và chào khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trước khi vào phần trao đổi với khách mời, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Đã có kinh nghiệm nhiều năm cứu trợ bà con vùng lũ, chị Nguyễn Như Quỳnh ở Hà Nội bày tỏ, trong bão lũ, thiên tai sự cứu trợ giúp đỡ đồng bào là quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo chị Quỳnh, việc hỗ trợ hiện nay đang bị mạng xã hội dẫn dắt thông tin, mỗi người dân phải có sự tỉnh táo, sáng suốt để trao gửi yêu thương, tấm lòng của mình. Bản thân mình nếu như không tìm hiểu kỹ thì có thể sẽ gây ra khó khăn và sẽ phiền cho cả những lực lượng chức năng mà đang cứu hộ. Cho nên chính vì thế mà mình với cái kinh nghiệm cá nhân của mình đó là tìm hiểu thông tin thật kỹ và cảm thấy mình phù hợp và an toàn thì mình sẽ đi. Thực tế đợt mưa lũ vừa qua, hàng trăm các tổ chức, cá nhân, nhóm từ thiện bằng nhiều hình thức khác nhau đã nhanh chóng đến các vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ, tiếp tế người dân. Tưởng chừng từ thiện là một hoạt động đơn giản, mọi tổ chức cá nhân đều có thể làm được, nhưng sẽ là lãng phí, không phù hợp nếu chúng ta hoạt động tự phát và không có sự phối hợp với chính quyền. Bọn mình thì thường sẽ liên hệ với cả chính quyền địa phương đến tận nơi và trao tận tay cho người dân. Thì mình nghĩ đấy là cái điều quan trọng nhất, bởi vì bây giờ thực ra là có rất là nhiều nơi hàng tập kết bị chất đống lên và không có thể trao cho người dân một cách trực tiếp được. Thế nên là bọn mình sẽ tìm cách để đến tận tay người dân nhiều nhất có thể. Mặc dù đã có hướng dẫn, quy định cụ thể, nhưng khi có thiên tai xảy đến, đa phần người dân mới bắt đầu thành lập các nhóm từ thiện nhỏ lẻ, sau đó chuẩn bị nhu yếu phẩm. Điều này vô tình xảy ra hiện tượng hỗ trợ chưa đúng nơi, đúng lúc. Thưa ông, là một người có kinh nghiệm cũng như là theo công tác quan sát của ông trong những tình huống mà có thiên tai thảm họa, thì cá nhân ông đánh giá như thế nào về công tác cứu trợ thiện nguyện diễn ra những ngày vừa qua? Có thể nói rằng là sau bão số 3 và hoàn lưu của bão số 3, thì công tác cứu trợ khẩn cấp, cụ thể là rất nhiều đoàn thiện nguyện và những các tổ chức cá nhân, những nhà hảo tâm đã tổ chức rất nhiều hoạt động từ cứu trợ những người dân ở đồng bào vùng lũ. Chúng tôi qua theo dõi, cập nhật và là những người trực tiếp triển khai các hoạt động cứu trợ của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam từ Trung ương đến các địa phương, thì chúng tôi đánh giá là công tác cứu trợ hiện nay đang được lan tỏa và với số lượng rất là nhiều người, cả về số lượng người, cả số lượng hàng, về vận chuyển hàng hóa và trao gửi những yêu thương, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng của rất nhiều nhà hảo tâm đến với vùng lũ. Chúng tôi có thể đánh giá rằng là các hoạt động hiện nay đang triển khai một cách rất là trên một địa bàn rất là rộng. Ông có thể phân tích rõ hơn là cái tầm quan trọng của việc nếu như chúng ta phối hợp với cơ quan chức năng cũng như là chính quyền địa phương để có thể là đảm bảo sự an toàn cũng như là tránh trùng lặp trong các hoạt động cứu trợ ạ? Chúng ta cần phải tìm hiểu để đánh giá được cái nhu cầu của bà con cần nhất tại từng thời điểm. Chúng ta sẽ cố gắng để huy động, để lựa chọn là chúng ta sẽ hỗ trợ, trao gửi cho bà con ở vùng lũ những cái gì bà con cần thiết nhất, chứ không phải là chúng ta sẽ trao tặng cho bà con những cái gì mà chúng ta đang hiện có. Và hiện nay thì có rất là nhiều địa phương đang phải đối diện với bài toán đó là có rất nhiều hàng hóa nhưng có rất nhiều hàng lại không đáp ứng được đúng cái nhu cầu tại thời điểm này với bà con. Hiện nay là trong hệ thống của chúng tôi là có cập nhật hàng ngày cái nhu cầu của từng địa phương trong 12 tỉnh bị thiên tai và từng thời điểm
Và chính vậy Hội Chữ Thập Đỏ chúng tôi sẽ biết là hiện nay nhu cầu của các địa phương đang cần nhất cái mặt hàng gì, để chúng tôi sẽ giúp cho các đoàn từ thiện, những người làm từ thiện có một cái định hướng lớn nhất về tại từng thời điểm thì chúng ta cần những mặt hàng gì, nhu cầu bà con là gì. Người dân vùng lũ thì họ sẽ cần những thực phẩm và nhu yếu phẩm gì để ở từng các cái thời điểm giai đoạn để các đoàn có thể là mang đúng hàng hóa, đúng thứ họ cần, tránh cái tình trạng lãng phí xảy ra như thời gian vừa qua. Cái nhu cầu của chúng tôi chia thành 3 cái nhóm rất là cơ bản. Cái nhóm thứ nhất đó là cái nhóm về cái thực phẩm mà không cần chế biến, ví dụ như là cơm cháy, bánh yến mạch hoặc là xúc xích, bánh gạo, bánh ruốc hoặc là sữa. Đó là những cái vật dụng mà không cần phải qua chế biến là chúng ta thể sử dụng ngay. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm vật dụng vệ sinh cá nhân, ví dụ như là bàn chải, thuốc đánh răng, dầu gội đầu, rồi xà phòng, khăn mặt, khăn kháng khuẩn. Đặc biệt là chúng tôi trong phong trào thì rất là quan tâm đến yếu tố giới, là phụ nữ và trẻ em gái, thì chúng tôi quan tâm đến những mặt hàng như là dung dịch vệ sinh phụ nữ hoặc là băng vệ sinh chẳng hạn. Thì đấy là cái nhóm vật dụng của cá nhân rất là cần thiết. Và nhóm thứ ba đấy là nhóm đồ dùng cá nhân. Đồ dùng cá nhân ví dụ như là đèn pin hoặc là pin dự phòng, áo mưa, ủng hoặc là bếp cồn hoặc là thuốc không bán theo đơn. Và đối với lại một số địa phương hiện nay nước đã bắt đầu rút đi và người dân đã có thể đi lại, đã tiếp cận được, thì cái nhu cầu cần nhất tại thời điểm này nó thuộc cái nhóm nhu cầu thứ tư. Tức là nhóm nhu cầu là chúng ta, người dân rất cần những cái dụng cụ để dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và môi trường xung quanh, cũng như là những cái thuốc như thuốc khử khuẩn, rồi thuốc phun chống muỗi. Và lúc này thì cần rất nhiều về cái đồ dùng về gia đình, ví dụ như là nồi, chảo, ấm, xoong nồi, rồi là chăn, màn, mùng bền. Giai đoạn tiếp theo chúng tôi đánh giá là khoảng 2 đến 3 ngày nữa thì nước rút hết đi. Thì một nhóm nhu cầu là nhóm thứ 5, là chúng tôi đi xác định nhóm này là nhóm cực kỳ quan trọng. Đó là chúng ta cần phải can thiệp cho người dân phục hồi và dần dần ổn định lại cuộc sống. Và lúc này những nhu cầu cần thiết nhất chính là tiền mặt và vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, đồ điện gia dụng. Và bên cạnh đó thì một vấn đề đặt ra thách thức với chúng tôi đó chính là cái nhu cầu về chắc chắn về nước sạch vệ sinh trong tình huống khẩn cấp. Bởi vì với cái lượng nước và bà con bị ngập lụt nhiều như vậy thì cái môi trường, đặc biệt là nước, sẽ là vấn đề rất là quan trọng. Và vì vậy lúc này chloramin B hoặc là aquatab hoặc những vi khử khuẩn làm sạch nước và những dụng cụ chứa nước đang là những việc là rất là cần thiết. Và bên cạnh đó thì một số trong loại thuốc chữa bệnh đau bụng hoặc là nhỏ mắt thông thường, thì đấy là cái nhu cầu cần thiết của bà con. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Sĩ Pha. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài thực phẩm, hàng hóa thiết yếu thì việc ủng hộ tiền trong bất kỳ đợt thiên tai nào cũng là một trong những nguồn hỗ trợ hết sức quan trọng cho người dân vùng lũ. Tuy nhiên thì đây cũng là một vấn đề khá nhạy cảm khi mà mỗi mùa bão lũ đi qua, nhất là sau các vụ việc ồn ào đối với một số cá nhân quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa công khai tập tin sao kê tài khoản ngân hàng được sử dụng để người dân cả nước chuyển tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai, do bão số 3. Hành động minh bạch này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận xã hội. Tuy nhiên, nhờ có việc công bố sao kê mà cộng đồng mạng cũng đã phát hiện ra hành vi làm giả tin nhắn chuyển tiền của một số người nổi tiếng để nâng số tiền từ thiện gấp nhiều lần nhằm đánh bóng tên tuổi. Bản sao kê bao gồm ngày, giờ, số tiền và số tài khoản của cá nhân, tổ chức đã ủng hộ. Nhiều người đã bỏ công kiểm chứng, tố người tuyên bố đã chuyển khoản ủng hộ số tiền lớn nhưng hóa ra con số thật lại quá chênh lệch. Những cá nhân, tổ chức bị phát giác nhận sự chỉ trích gay gắt từ dư luận khi cố tình phông bạt, làm màu. Một số còn bị phát hiện ăn chặn, phải lên tiếng xin lỗi. Rất là thất vọng khi mà thấy rất là nhiều người, rất nhiều tên tuổi lớn lại làm cái hành động phông bạt như thế, lợi dụng cái lúc mà mọi người đang có phải trải qua hoàn cảnh khó khăn để đánh bóng tên tuổi của mình. Giữa lúc câu chuyện trích va cười ra nước mắt, nhiều người chia sẻ những dòng tin nhắn ấm áp từ các tài khoản trong bản sao kê. Dù số tiền chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng được nhiều người trân quý vì suy cho cùng, từ thiện là phải xuất phát từ tâm, không kể ít hay nhiều, nhưng phải chân thật và minh bạch. Từ thiện ít hay nhiều không quan trọng. Quan trọng là từ xuất phát từ tấm lòng có thể khiến mọi những người ở trong cái vùng thiên tai bão lũ có thể khắc phục được một phần nào trong cuộc sống, có thể không ủng hộ được về mặt vật chất mà có thể giúp họ về mặt tinh thần. Việc sao kê phục vụ vì mục đích cộng đồng được người dân đồng thuận cao, công khai số tiền đã ủng hộ để đảm bảo tính minh bạch, công khai trong hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả sau bão.
Vâng ạ, thưa ông, thông qua phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì cũng có thể thấy rằng là vừa qua thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai số tiền ủng hộ để người dân có thể là theo dõi và giám sát. Vậy trước tiên thì ông có quan điểm như thế nào về việc làm này ạ? Với quan điểm của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc sao kê là một trong việc cần thiết và nên làm. Bởi vì chúng ta, điểm quan trọng nhất là chúng ta phải có niềm tin. Và quan niệm của chúng tôi cũng như là cá nhân, nếu như có niềm tin thì có tất cả, mà chúng ta mất niềm tin thì chúng ta đánh mất tất cả. Chính vì vậy mà cái việc sao kê là việc cần thiết. Tuy nhiên thì nó cũng có hai mặt của vấn đề. Hiện nay thì có rất là nhiều người trong quá trình triển khai hoạt động cứu trợ thiện nguyện ấy, chúng tôi nhận được rất là nhiều cái đóng góp của rất nhiều người, nhưng người ta cũng không cần yêu cầu là phải đưa nêu danh tính. Người ta muốn làm thiện nguyện từ trái tim và người ta muốn đóng góp sẻ chia. Thì cái việc sao kê ở một phần nào đó thì nó cũng có thể là có tác động đến một bộ không nhỏ. Tuy nhiên thì theo đại đa số hiện nay ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là với một số hiện tượng mà các phương tiện thông tin đại chúng đang đề cập đến, ví dụ như là lòng thương giả tạo người ta đề cập đến, hoặc là làm phông làm bạt, thì cái việc sao kê nó có cái tác động rất là quan trọng để giúp cho những người làm từ thiện thấy rằng là chúng ta phải thực sự làm từ thiện từ tâm và bằng tình thương, bằng trách nhiệm của cộng đồng, thì chia sẻ với người dân của vùng lũ, thì chúng ta hãy làm từ thiện một cách từ tâm và làm từ thiện theo đúng cách. Vậy thì còn cụ thể đối với Hội Chữ Thập Đỏ thì hiện nay chúng ta cũng đang có những cái quy trình như thế nào để có thể là phân bổ nguồn hỗ trợ mà người dân gửi về đến với những người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ ạ? Và với chức năng và nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao thì Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chúng tôi đã có một cái quy trình về cấp phát hàng và tiền cứu trợ theo đúng cái quy định của phong trào, để đảm bảo là nâng cao tính minh bạch, tính giải trình, và quan trọng nhất đó là chúng tôi phân bổ đúng tiền và hàng đến đúng cái địa chỉ, đúng người cần. Và để làm việc đó thì chúng tôi vì có hệ thống 4 cấp nên chúng tôi luôn cập nhật hàng ngày cái tình hình thiệt hại và nhất là cái nhu cầu của từng địa phương, để từ đó chúng tôi sẽ dựa vào cái thiệt hại và dựa vào cái nhu cầu đề xuất của địa phương, cũng như là cái nhu cầu mà qua đánh giá, chúng tôi đi thực địa chúng tôi đánh giá, thì chúng tôi sẽ đề xuất cái việc là phân bổ tiền và hàng đảm bảo đúng và trúng cái nhu cầu. Còn quy trình thì chúng tôi có những cái quy trình rất là chặt chẽ, quy trình chuyển hàng, chuyển tiền, và đặc biệt là khi cấp phát tiền mặt thì hiện nay chúng tôi là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam là một trong 4 hội quốc gia có cái hoạt động là cấp phát tiền mặt tốt nhất trong phong trào của chúng tôi. Và chúng tôi đảm bảo cái tính minh bạch thì chúng tôi đã thông qua một cái đơn vị tài chính thứ ba để chúng tôi cấp phát tiền mặt đến tận người dân. Và cái hình thức cấp phát của chúng tôi là cấp phát qua ngân hàng, qua Tổng Công ty Bưu điện, và sau đó là người dân thì sử dụng cái tiền đó để có thể sử dụng tiền mặt có điều kiện hoặc là không có điều kiện theo cái quy định của chúng tôi. Và hàng năm thì chúng tôi đều có kiểm toán, và sau mỗi một đợt triển khai các hoạt động cứu trợ thì bao giờ chúng tôi cũng có báo cáo, chúng tôi triển khai các hoạt động về giám sát, đánh giá, lượng giá, rồi hàng năm đều có kiểm toán. Và chúng tôi có thể khẳng định rằng là tình cảm, trách nhiệm, đặc biệt là tiền mặt của tất cả các tổ chức cá nhân, các tổ chức quốc tế thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thì đều được triển khai đến tận đối tượng một cách bài bản nhất, công khai nhất, minh bạch nhất và hiệu quả nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Sĩ Pha đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn biên tập viên Huyền Phương và khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình, vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin ở Liban diễn biến leo thang mới đầy nguy hiểm tại Trung Đông. Triều Tiên phóng tên lửa 2 lần trong vòng 1 tuần. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hàng loạt máy nhắn tin, phương tiện do phong trào Hezbollah ở Liban sử dụng đã bất ngờ phát nổ trên khắp đất nước Trung Đông vào ngày hôm qua, 17 tháng 9, khiến 8 người thiệt mạng và khoảng 2.800 người bị thương, trong đó có cả đại sứ Iran tại Liban. Lực lượng Hezbollah lập tức quy trách nhiệm cho Israel, dù Israel chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Những diễn biến này đánh dấu sự leo thang căng thẳng cực kỳ đáng lo ngại tại khu vực Trung Đông. Sau vụ nổ, hàng nghìn người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Bộ Y tế Liban đã yêu cầu tất cả các bệnh viện ở các khu vực có người bị thương phải nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó. Nhiều người dân Liban cũng đã tìm đến các bệnh viện để hiến máu cứu người. Theo một số nguồn tin, loạt vụ nổ chiều qua xảy ra chủ yếu với các máy nhắn tin được Hezbollah nhập về từ khoảng 5 tháng trước.
Số thiết bị này nghi đã bị cơ quan tình báo đối ngoại Mossad của Israel cài một lượng nhỏ thuốc nổ có sức công phá lớn trước khi chúng được chuyển giao cho Hezbollah. Tuy nhiên, cơ chế kích hoạt thuốc nổ trong các máy nhắn tin vẫn chưa được làm rõ. Trong tuyên bố chính thức đưa ra tối qua, phong trào Hezbollah cáo buộc Israel phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về loạt vụ nổ hàng trăm máy nhắn tin xảy ra tại Liban, khiến ít nhất 8 người chết và gần 2.800 người bị thương, trong đó có nhiều dân thường. Hezbollah khẳng định, với tội ác gây ra, Israel sẽ phải đối mặt và hứng chịu những đòn đáp trả không thể lường trước được từ nhóm này. Trước đó, chính phủ Liban cũng đã chính thức lên tiếng cáo buộc Israel đứng đằng sau loạt vụ nổ hàng trăm thiết bị nhắn tin tại Liban. Bộ Ngoại giao Liban thông báo Beirut đang chuẩn bị trình khiếu nại về vụ tấn công lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về phần mình, mặc dù chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc này, nhưng ngay trong tối qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng đã tiến hành họp đánh giá tình hình an ninh sau vụ việc. Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel cũng cho biết đang theo dõi sát sao vụ việc, song khẳng định Mỹ không biết trước và không liên quan đến các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Liban. Hàn Quốc và Nhật Bản vừa lên tiếng xác nhận Triều Tiên sáng sớm nay đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía đông bắc nước này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên chỉ trong vòng một tuần qua, làm gia tăng thêm căng thẳng vốn đã leo thang sau khi nước này tiết lộ thông tin hiếm hoi về một cơ sở làm dầu urani vào tuần trước. Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các vụ phóng diễn ra vào lúc 6 giờ 50 phút sáng nay 18 tháng 9 theo giờ địa phương, từ tỉnh Nam Pyongan, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Những tên lửa này được cho là đã bay xa khoảng 400 km về hướng đông bắc. Quân đội Hàn Quốc đang duy trì tư thế sẵn sàng, tăng cường giám sát và cảnh giác trước các vụ phóng tiếp theo, đồng thời chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản. Ngay sau thông báo của Hàn Quốc, Nhật Bản cũng xác nhận thông tin về vụ phóng và đã gửi công hàm phản đối đến Triều Tiên. Việc Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân là mối đe dọa đến hòa bình và an ninh của đất nước chúng tôi cũng như cộng đồng quốc tế. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Liên quan đến vụ phóng mới nhất này, chúng tôi phản đối mạnh mẽ hành động của Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh. Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa chỉ vài ngày sau khi nước này bất ngờ công bố hình ảnh các máy ly tâm sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm một cơ sở làm dầu urani trong nước, cũng như công khai tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa đa nòng 600mm mới. Trước đó không lâu, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã khẳng định quyết tâm của chính quyền Bình Nhưỡng để thực hiện chính sách tăng cường số lượng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Sau bão Yagi và Bebinca, Trung Quốc dự kiến sẽ phải hứng chịu 1-2 cơn bão từ nay đến trước Quốc khánh mùng 1 tháng 10. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh đưa tin. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, trong 10 ngày tới trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, 1 hoặc 2 cơn bão dự kiến sẽ hình thành ở Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó một cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực ven biển phía đông nam nước này. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi tuần Trung Quốc sẽ phải hứng chịu một cơn bão. Trong khi tác động của bão Bebinca vẫn chưa kết thúc, theo dự báo mới nhất vừa đưa ra sáng nay của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Pulasan sẽ di chuyển vào khu vực phía đông biển Hoa Đông trong tối nay và đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang từ chiều đến tối mai ngày 19 tháng 9 ở cấp bão nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới mạnh. Do ảnh hưởng của bão, một số khu vực ở tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải và Sơn Đông sẽ có mưa vừa đến mưa to từ 18 đến 20 tháng 9. Được biết, bão Pulasan có hướng di chuyển tương tự như bão Bebinca, nhưng do tác động của khối không khí lạnh nên việc dự báo sẽ trở nên phức tạp hơn. Phía đông bắc bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía tây bắc bộ có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội, có mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.